Đến hẹn lại lên, MV Top Hits lần thứ 16 sẽ gặp gỡ quý vị khán giả vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 1 tháng 10 năm 2018 để gửi đến quý vị những MV đang hot nhất hiện nay cùng những bản hit của các ca sĩ tham gia chương trình. Thiên Hồ với MV Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, Phương Trinh Jolie với MV Vẫn Là Anh, Khắc Việt với MV Liệu Anh Có Thể Yêu Em, Hansara với MV Where Are You, Nhật Tinh Anh với MV Bởi Vì Anh Yêu Đơn Phương. Hãy hòa mình vào không gian âm nhạc của MV Top Hits lần thứ 16 vào lúc 20 giờ 10 phút tối thứ hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018 tại sân khấu Đoàn Nghệ Thuật Cải Lương Long An và được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34, truyền thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 96.9 MHz Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An. Đồng thời, chương trình được livestream trên trang YouTube.com/LonganTV. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Sơn Trà và công ty cổ phần truyền thông Đông Nam hân hạnh tài trợ chương trình này.